Thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người và đặc biệt là phải đảm bảo các biện pháp an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, kể từ ngày 1 tháng 8, các hộ dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh đã được phát phiếu đi chợ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại chợ phường 1 thành phố Trà Vinh vào sáng nay. Sử dụng phiếu đi chợ là một cách rất phù hợp trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Trước hết, giúp kiểm soát được lượng người ra vào chợ và tạo không gian mua sắm an toàn hơn, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Ngay trước cổng chợ phường 1, thành phố Trà Vinh có bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn và quản lý lượng người ra vào chợ. Cổng chào chợ phường 1, người dân sẽ đi từ hướng đường Lê Lợi và sau khi mua lương thực, thực phẩm xong, người dân sẽ di chuyển ra khỏi chợ theo hướng ra đường Bạch Đằng. Tại đây, lực lượng chức năng cũng tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu người dân sát khuẩn tay trước khi vào chợ. Tất cả người dân đi chợ và người bán hàng trong khu vực chợ đều sử dụng khẩu trang và thực hiện giãn cách đúng theo quy định. Em thấy cũng an toàn cho người dân, rồi đi vậy thấy cũng nói chung ra em cũng tự tin hơn, rồi em thấy cũng ổn hơn mọi lần. Mỗi hộ gia đình trên địa bàn thành phố Trà Vinh được cấp thẻ đi chợ có ghi ngày cụ thể, cứ 3 ngày đi chợ một lần và chỉ có một người trong hộ gia đình được phép mang thẻ ra ngoài để mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết. Đặc biệt khi đi ra ngoài, người dân cần phải thực hiện đảm bảo các nguyên tắc 5K. Lần đầu tiên đi chợ bằng phiếu thì cảm thấy nó cũng an toàn cho người dân trong cái tình hình dịch bệnh ngày hôm nay. Trước khi vào chợ thì được rửa tay sát khuẩn. Hàng hóa trong chợ thì bán cũng rất là đầy đủ, không có thiếu. Bữa nay tôi đi chợ thì cũng mua đầy đủ lương thực dự trữ cho khoảng 3 ngày để thực hiện nghiêm chỉ thị 16 cũng như hạn chế tụ tập đông người. Việc phát phiếu để người dân đi mua sắm các mặt hàng cần thiết giúp giảm lượng người đến chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, vừa không phải chờ đợi lâu, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Hiện nay, các phường trên địa bàn thành phố Trà Vinh đã triển khai việc phát thẻ đi chợ, có quy định ngày đi chợ cho người dân. Mỗi phiếu chỉ dành cho một người đi vào chợ một lần. Trong tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay, hầu hết người dân cảm thấy việc phát phiếu đi chợ là rất cần thiết, giúp kiểm soát được lượng người ra vào chợ, tránh việc tập trung quá đông người trong cùng một thời điểm, cũng như việc truy vết nếu có trường hợp ca nhiễm xảy ra. Chị thấy thuận tiện á, tại vì không có phải là coi như là giống như là một không có ủng nhau mà để đi chợ, coi như là người này phân ra gia đình này đi ngày này, gia đình khác đi ngày khác, chị thấy sẽ an toàn đó. Chị sẽ chấp hành, tại vì cái đó là sức khỏe của mình, cái đó là sức khỏe mình gìn giữ sức khỏe cho mình và cho mọi người. Khử khuẩn khai báo thông tin cần thiết mà có thật, chứ chị còn đem theo để chị tự bảo vệ chị đối với khi chị lại tiếp xúc với người khác nữa. Thì chị thấy là mà hàng đầy đủ thì trong cái tình huống dịch bệnh này thì mình hạn chế đi, mình cũng không cần thiết, mình không có là phải là đòi hỏi nhiều, cho nên là có cái gì mình mua cái đó, giống như là mình sống trong theo mọi hoàn cảnh đi. Thấy an toàn với vô đây cũng dễ, mấy cháu vui vẻ. Bữa nay là đi lần đầu tiên á, vì gì thấy chợ nhóm rồi bán đồ cũng giá bình thường chứ không có mắc gì hết trơn á. Vô đây là mấy cháu đó cho sát khuẩn xong hết rồi mình mới đi. Qua 2 ngày thực hiện đi chợ bằng phiếu có kiểm soát, hầu hết người dân đồng tình và ủng hộ trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tại các chợ, việc mua bán diễn ra bình thường, người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo giãn cách đúng khoảng cách và không có tình trạng tập trung đông người.